thấy tô hoành viễn bị như vậy tô nhuận nguyệt hoảng hốt hét lên nhị ca tô hoành viễn sợ hãi nhìn kiếm khí sắc bén sát bên mặt lão nhắc nhở tô nhuận nguyệt tam muội cẩn thận thanh kiếm đó tô nhuận nguyệt cay độc quay về phía tô mộc hàm mắng mỏ tô mộc hàm ngươi là có ý gì bây giờ còn tìm người ngoài tới đối phó người nhà đúng không tô mộc hàm nét mặt buồn bã ta ta không phải chị nô không muốn nàng khuất nhục trước đám người này khẽ lắc vai nàng nói sư muội đừng phí lời với bọn họ tiêu huyền hừ lạnh nhìn đám người hồ ngôn loạn ngữ này anh muốn xem chúng còn không biết xấu hổ chửi mắng gì nữa. Tô Nhuận Nguyệt càng được đà tiến về phía trước chỉ tay mắng lớn, sao nào, còn muốn động thủ không, tới đi, đánh chết ta đi. Chưa để ả à ta vinh váo lâu kiếm khí của Tiêu Huyền đã cắm xuống ngay trước mặt ả à làm ả à sợ hãi trượt cả chân. Tiêu Huyền sắc mặt âm hiểm nói, ai dám bước lên phía trước một bước, linh kiếm của ta không có mắt đâu. Anh nâng tay lên, quay người cuộn trào linh lực mãnh liệt, kiếm khí đồng loạt kết tụ chĩa về phía đám người kia. Chúng bị Tiêu Huyền dọa sợ liền hướng đến Tô Mộc Hàm chỉ trích. Tô Mộc Hàm, Hoành Viễn và Nhuận Nguyệt chỉ là nhất thời xúc động, nhưng chúng ta dù gì cũng là người nhà máu mủ ruột già. Ngươi coi trọng người ngoài đối phó với bọn ta không hay đâu. Tô Mộc Hàm nghe đến đây ảm đạm nói, người một nhà à. Tô Nhuận Nguyệt vẫn không chịu thua thiệt chỉ tay vào mặt nàng mắng những lời còn cay độc hơn. Đúng thế, Tô Gia đã nuôi dưỡng người 20 năm, ngươi còn muốn báo đáp ơn nghĩa của Tô Gia thế này sao, con nhóc phong ân bội nghĩa. Tô Mộc Hàm nước mắt lã trã rơi xuống, giờ đây trái tim nàng đã bị đám người không biết tốt xấu này làm cho nguội lạnh sắc mặt nàng tràn đầy oán giận cùng không cam lòng chỉ tay về phía chúng mà quát đám máu lạnh các người sao lại còn mặt mũi chạy tới trách móc ta nữa hả cha ta tẩu hỏa nhập ma các người có ai từng quan tâm hỏi han qua chứ các người chỉ biết nhân lúc cha ta hôn mê tới cửa tranh giành phân chia tài sản bọn chúng bị tô mộc hàm nói cho cứng họng không thể phản bác tô mộc hàm vẫn ốt hét lên ta thấy các người chính là không chờ được lúc cha ta chết đi chị nô áp lại gần tô mộc hàm an ủi nàng cũng nhìn đám người kia với ánh mắt khinh bỉ đây thì là huynh đệ ruột thịt gì chứ chỉ là một đám mặt dày vô sỉ không bằng xúc sinh cầm thú lúc này phía sau tô mộc hàm truyền đến một luồng hơi ấm tiêu huyền tiến tới dịu dàng đặt tay lên vai tô mộc hàm nói mộc hàm nếu con đã bài nhập môn hạ của ta vậy hôm nay vi sư sẽ dạy con bài học đầu tiên cách đối đãi với đám dỗ đổ bìm leo này phải dùng tới sức mạnh để nói chuyện nói rồi tiêu huyền điều khiển kiếm khí bao vây đám người kia lại lời tiêu huyền nói ra tiếp theo từng chữ nhẹ nhàng mà sắc lẹm như dao găm mộc hàm con muốn chấn áp hay là muốn diệt môn Tô Mộc Hàm bị câu hỏi bất thình lình của Tiêu Huyền làm cho có chút sừng sốt, nàng liếc nhìn xung quanh một vòng, lâm vào trầm mặc. Đám người phân ra nghe Tiêu Huyền nói thì run sợ lùi về sau, "Hả? Chấn áp, diệt môn gì chứ?" Tô Mộc Hàm run rẩy, nước mắt lại trào ra, nàng chính trực tốt bụng, nhưng chính vì vậy lại bị đám người này thừa cơ lấn tới mà coi thường trà đạp, nàng cắn răng ngập ngừng nói, "Con, con." Rồi nàng quỳ dạp xuống trước mặt Tiêu Huyền, nhờ sư phụ trấn áp Tô ra, phế đi tu vi của bọn họ, giữ lại cho họ một con đường sống. Tiêu Huyền phẩy quạt, quả nhiên mộc hàm vẫn là một cô gái tốt trước nay đối với kẻ thù ác anh không hề nương tay nay vì đồ đệ mà ngoại lệ anh nghiêm nghị nói được mộc hàm con tới cứu phụ thân trước chỗ này giao cho vi sư tô mộc hàm ngậm ngùi đa tạ sư phụ chị nô đỡ nàng dậy dịu dàng bảo đi thôi sư muội chị nô dắt tô mộc hàm rời đi vậy việc còn lại đã đến lúc tiêu huyền thẳng tay trừng phạt mộc hàm quay đầu liếc nhìn bóng lưng trong lòng đầy ái mộ với sư phụ tiêu huyền gấp quạt nhìn lướt qua một lượt rồi truyền ra một câu lạnh như băng vậy thì chúng ta bắt đầu từ người nào đây anh không kìm lòng được nhìn lũ người vừa rồi còn độc mồm độc miệng giờ đây run rẩy sợ chết không thì bắt đầu từ ngươi đi nói rồi tiêu huyền chỉ tay vào lão tô hoành viễn đang bị ghim trên tường phóng kiếm khí tới tô hoành viễn hét lên đừng mà sau đó khắp phòng truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết của lão khung cảnh trước mắt thảm đến nỗi không ai dám nhìn thẳng tiêu huyền xoay quạt một vòng sau lưng anh lão tô hoành viễn đã gục xuống rất thê thảm anh cười âm hiểm nhìn đám người phân ra kia tiếp theo các người ai muốn lên trước Giờ khắc này đám người phân ra tô ra mới biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Lớn nhỏ la hét chạy tán loạn, mau chạy đi, mau chạy đi. Bọn chúng đồng loạt lao ra cửa lớn thoát thân, vẻ mặt hoảng loạn như thể Tiêu Huyền là hung thần ác thú đến đoạt mạng. Tiêu Huyền ra tay dứt khoát không chút lưu tình khiến ai nấy cũng sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Tiêu Huyền nhìn bọn chúng chạy tứ tung như đám chuột nhắt, ánh mắt sắc lẹm, một người cũng đừng mong chạy thoát. Anh thúc động linh khí truyền qua cây quạt trong tay phi tới. Cứ như thế Tiêu Huyền hạ gục đám người chỉ trong chốc lát, không một ai có thể chạy thoát. Tia nhỏ linh lực đồng loạt đánh văn chúng lên khâu trung rồi nhanh chóng phế bỏ tu vi của chúng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp Tô phủ. Tô Mộc Hàm nhìn cảnh tượng trước mắt lại mang xúc cảm lạ kỳ, từ trước tới nay chưa có ai giúp đỡ nàng mà không cần hồi đáp. Sư phụ lại nguyện thay nàng báo thù, trấn áp Tô gia dù mới thu nàng làm đồ đệ không lâu. Tô Mộc Hàm quay người nắm chặt tay chị Nô bước đi, lòng nàng tràn ngập quyết tâm, mình cũng phải nỗ lực hơn nhất định phải cứu được cha. Một tiếng sau trong phòng của Tô Chí Viễn, phụ thân của Tô Mộc Hàm, Tô Mộc Hàm đang quỳ bên giường bệnh của cha, sắc mặt nàng vẫn đang âm trầm lo lắng. Lúc này Chí Nô đẩy cửa cùng Tiêu Huyền bước vào, "Sư muội, đám người của Tô gia đã bị sư tôn phế hết tu vi rồi, bây giờ đang giam giữ trong địa lao." Tô Mộc Hàm quay đầu nhẹ nhàng nói, "Như thế là đủ rồi, cảm tạ mọi người." Chí Nô thấy sắc mặt nàng vẫn không tốt, tiến đến hỏi han, "Phụ thân muội thế nào rồi?" Tô Mộc Hàm nhắm mắt, khuôn mặt u sầu, "Sau khi uống dung tâm hỏa liên, cha vẫn chưa tỉnh lại." Tiêu Huyền cũng bước đến, nhìn qua một lượt tình thế của Tô Chí Viễn anh nói với tô mộc hàm để ta xem thử tiêu huyền bắt mạch cho tô trí viễn linh khí theo đầu ngón tay tràn ra tiến vào trong cơ thể tô trí viễn linh khí vừa chạm vào kinh mạch tiêu huyền đã cảm thấy điều bất thường vết thương này của phụ thân con anh nhíu mày vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng nói xem trong mạch tượng không giống với tẩu hỏa nhập ma chắc là có người khác ám hại mới dẫn tới đứt đoạn kinh mạch hơn nữa đối phương ra tay tàn ác nếu không phải dược tính trong cơ thể phụ thân con thâm hậu người bình thường đáng lẽ uống nhiều đan dược trị liệu như thế lần này sợ rằng tới một hơi thở cũng không giữ được tô mộc hàm sửng sốt sao lại như thế tiêu huyền trấn an nàng đừng hoảng sợ tình hình hiện tại vẫn được coi là ổn định chỉ cần ta nối lại tĩnh mạch cho ông ấy là được tiêu huyền vận chuyển một cỗ linh khí theo hai đầu ngón tay phun ra rót vào cơ thể tô trí viễn tiêu huyền nói vẫn may sau khi tu luyện tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết năng lực không chế tinh vi linh lực của ta lại tăng thêm một tầng rồi cho dù là hồi phục tĩnh mạch công việc tỉ mỉ như thế cũng không phải là vấn đề linh khí của tiêu huyền luồn lách trong kinh mạch của tô chí viễn gặp chỗ đứt gãy liền bắt cầu nối liền lại không ngừng chữa trị thương tổn trong thân thể tô chí viễn dần dần kinh mạch cũng bắt đầu vận chuyển bình thường trở lại khí tức của tô chí viễn dần dần ổn định ông cau mày khẽ kêu lên một tiếng sau đó tô chí viễn ho lên mấy hồi thấy cảnh này nét mặt tô mộc hàm nở ra một nụ cười sán lạn ánh mắt tràn ngập niềm vui cô hạnh phúc gọi cha chị nô đứng bên cạnh cũng bất ngờ thương tổn nặng như thế mà nhanh như vậy đã có thể tỉnh lại rồi tô chí viễn từ từ mở mắt yêu ớt gọi mộc hàm Tô Mộc Hàm lập tức đỡ lấy, vội vàng hỏi: "Cha người cảm thấy thế nào rồi?" Tô Chí Viễn gượng dậy, chậm rãi ôm đầu, "Không sao, chỉ là có chút chóng mặt." Sau đó Tô Chí Viễn chợt trừng lớn hai mắt, ông lập tức ngước nhìn Tô Mộc Hàm, sắc mặt khiếp sợ, gấp gáp hỏi: "Mộc Hàm, nhị thúc của con đâu? Hắn không làm gì con chứ?" "Con không sao." Mộc Hàm trả lời, trong lòng nàng dấy lên nghi ngờ, vì sao cha lại nhắc tới nhị thúc, lẽ nào là? Tô Chí Viễn nét mặt ảm đạm, khổ sở nói: những năm gần đây ta dồn lực để cải tiến đơn thuốc hồi thần đan vài ngày trước cuối cùng cũng có tiến triển đơn thuốc mới của ta yêu cầu hạ thấp phẩm chất của dược liệu khá nhiều nhưng lại yêu cầu rất cao về tu vi của luyện đan sư tu vi của ta không đủ nên đã tìm tô hoành viễn giúp đỡ không ngờ rằng hắn nhân lúc ta luyện đan hạ độc thủ với ta nói đến đây tô chí viễn thở dài một hơi lúc trước ta và hắn không thủ không hận ngày nay lại chẳng có thủ hàn gì hắn lại hận ta như vậy chắc là vẫn còn ghi hận năm đó phụ thân chọn ta thừa kế chức vị gia chủ tô gia không phải là hắn. Nghe xong cha kể lại, Tô Mộc Hàm tức giận nắm chặt tay đập xuống, nét mặt nàng đầy vẻ phẫn uất, nàng oán hận nói: "Thì ra là hắn." Bên này Tiêu Huyền đối với việc đã chữa trị thành công cho Tô Chí Viễn không hề để tâm, anh chỉ chú ý tới hồi thần an. "Ta nhớ đó là đơn thuốc tam giới mà, đây không phải vừa đúng lúc có thể dùng để Mộc Hàm thăng cấp đan đạo chi tâm sao?" Tiêu Huyền lên tiếng, "Tô lão gia, khi nãy ngài nói tới đơn thuốc, có thể cho ta mượn xem thử không?" Tô Chí Viễn ngạc nhiên hỏi ngài là. Tô Mộc Hàm giới thiệu ngài ấy chính là tiêu huyền trưởng lão của hồng mông tông cũng chính là sư phụ mà nữ nhi vừa bái nhận may mà nhờ có ngài ấy nữ nhi mới có thể thức tỉnh được cha tô trí viễn biết tiêu huyền là ân nhân cứu mạng lòng đầy cảm kích ôm quyền cảm tạ thế sao thì ra là ngài đã ra tay cứu giúp ta và hàm nhi đa tạ công tử hàm nhi có thể có được cơ duyên này ta thật sự rất vui mừng sau đó tô trí viễn gõ hai tiếng vào tủ đầu giường một ngăn kéo bí mật hiện ra tô mộc hàm tò mò cha người lắp cái này ở trong phòng từ khi nào thế Tô Chí Viễn từ trong ngăn kéo lấy ra một cuộn giấy, ông cười nhí nhảnh, he he, vốn dĩ là nơi giấu tiền riêng đó. Tô Mộc Hàm nghe vậy liền bỗng chốc cảm thấy khô héo sa mạc lời với cha của mình. Tô Chí Viễn đưa cuộn giấy cho Tiêu Huyền chân thành nói, công tử đã cứu ta, chỉ cần là đơn thuốc của Tô gia, công tử muốn thì cứ lấy đi. Tiêu Huyền nhìn lướt qua đơn thuốc một hồi rồi lên tiếng hỏi, đơn thuốc này, ngài còn chưa sửa xong sao? Tô Chí Viễn buồn rầu trả lời, ân công thật có mắt nhìn, ban đầu ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể thành công rồi nhưng đáng tiếc đã bị tên xúc sinh tô hoành viễn đó phá hoại tiêu huyền mỉm cười không sao đơn thuốc này không có vấn đề gì lớn chỉ thiếu một vị điền hoàng thảo nữa là được tô mộc hàm nghe đến đây như giác ngộ ra gì đó điền hoàng thảo sao Nàng tự nhẩm trong lòng đúng rồi điền hoàng thảo trời ạ à, sao mình không nghĩ tới chứ ngay sau đó vang lên tiếng thông báo của hệ thống đệ tử dưới sự chỉ dạy của ký chủ thành công lĩnh ngộ đơn thuốc tam giới đã cải tiến hồi thần đan bản nâng cấp đan đạo chi tâm thiên phú thăng cấp huyền giới phần thưởng nhận được tăng gấp 5 lần, thiên phú của ký chủ, đan đạo chi tâm thăng cấp thiên giới, thông báo. Thiên giới, luyện đan thành công tăng thêm 99%, tỷ lệ lĩnh ngộ đơn thuốc tăng thêm 30%. Tiêu Huyền Liếc nhìn hài lòng, không uổng công thu nhận hạt giống tốt về y thuật như Tô Mộc Hàm. Hiện tại tỷ lệ lĩnh ngộ đơn thuốc của anh đã tăng thêm 30%, chẳng trách bên trong tâm trí bỗng nhiên nảy ra những suy nghĩ mới về những đơn thuốc khác. Tô Chí Viễn khuôn mặt hốc hác, vừa tỉnh dậy người ông lo lắng nhất là con gái bảo bối. Ông lập cập cầm tay Tô Mộc Hàm nói, Mộc Hàm, bao lâu nay một mình con tiếp quản tô ra vất vả rồi ông chỉ trách mình nhẹ dạ cả tin không ngờ tô hoành viễn lại là cáo nuôi trong nhà tô mộc hàm nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của người cha già nàng cũng có nỗi khổ muốn bộc bạch với cha nàng nói đây đều là những việc con nên làm chỉ là nữ nhi bất hiếu lúc trước để kiếm tiền trị bệnh cho người đã đem những tiệm thuốc trong nhà đi thế chấp tô ra sau này sợ rằng không đứng vững được nữa đúng lúc này tiêu huyền lên tiếng ta có một suy nghĩ khá to gan đầu óc kinh doanh của tiêu huyền chợt nảy số Gia thế của tô gia hoành tráng như vậy mà không tận dụng được thì thật phí hoài. Anh lấy túi tiền đã tích góp ra nói, các ngươi có thể lấy lại toàn bộ tiệm thuốc, sau đó tuyển sinh theo những học đồ luyện đan, ký khế ước chọn đời với họ. Với yêu cầu là không cho phép bọn họ tiết lộ đơn thuốc luyện đan của chúng ta. Nếu như muốn rút lui giữa chừng chúng ta sẽ ký thêm hiệp ước không cạnh tranh với họ. Sau khi rời khỏi chỗ chúng ta không được phép sử dụng đơn thuốc của chúng ta. Ba người tô trí viễn, tô mộc hàm cùng chỉ nô nghe đến ngây ngốc. Tô mộc hàm cũng phải cảm thán một câu kim dạ tà y tiêu huyền lộ ra vẻ mặt gian xảo he he bọn họ rất nhanh sẽ biết sự lợi hại của chúng ta thôi kinh doanh mà không có mánh khóe thì không nhanh giàu được tiêu huyền dự tính được mối lớn sảng khoái quay người rời đi anh không quên nhắc nhở sự việc không được chậm trễ mộc hàm con đi luyện đan trước đi ta và sư tỷ sẽ tới giải quyết tên tô hoành viễn kia chị nô vui vẻ chào tạm biệt tô mộc hàm sư muội lát nữa gặp nha đợi tiêu huyền cùng chị nô đi khuất rồi tô chí viễn mới hỏi con gái sư phụ này của con có phải là người bình thường không vậy Tô Mộc Hàm giật giật khóe miệng vài cái, nàng cũng không biết bộ mặt này của sư phụ, nhưng quả thực Tiêu Huyền là người rất đáng tin cậy, nàng bất lực mà đáp phải ạ. À. Lúc này trong nhà lao của Tô gia, Tô Hoành Viễn thấy Tiêu Huyền cùng Chí Nô đến thì co rúm người run sợ, "Các người, các người muốn làm gì?" Tiêu Huyền ung dung ngồi trên ghế phẩy quạt nói, "Cô lên tiểu chỉ nhi, luyện không tới vạn nghìn kiếm khí, hôm nay chúng ta không đi nữa." Bên cạnh anh, Chí Nô đang tập trung tâm trí, thúc động linh lực, cố gắng lĩnh ngộ. Chí Nô đối với kiếm đạo lĩnh ngộ rất nhanh, thậm chí đại bộ phận trúc cơ kiếm tu cũng không bằng nàng trời sinh ban cho tiên thiên kiếm thể chỉ cần nàng một lòng nghiên cứu kiếm đạo tương lai thực sự không thể đoán trước thời gian trôi qua kiếm khí hồng đậm từng đợt kết tụ 9.971 9.972 9.979 sau cùng là 10.000 kiếm khí sau tiếng hô thành công rồi chị nô đã luyện thành công kiếm khí vạn thiên tô hoành viễn lùi trong góc nhìn uy áp khiếp sợ này không thốt lên lời chị nô vầng chán ướt mồ hôi nàng đưa tay lên chán thở hồng hộc tiêu huyền không tiếc lời tán dương không tồi tiếp theo chính là kiếm thiên hóa nhất cố lên vi sư tin tưởng con chị nô ánh mắt lại tràn đầy tự tin kiên định nói con cũng tin con nhất định sẽ làm được theo tiếng hô của nàng một quả cầu linh lực hình thành truyền ra linh khí nồng đậm quy tụ 10.000 kiếm khí về một điểm 10.000 kiếm khí hợp nhất lại thành một thanh kiếm khí khổng lồ chị nô chú tâm tiếp thêm linh lực thanh kiếm khí ngày càng lớn dần trở thành một thanh kiếm dài vài mét có thể càn quét cả một chính điện chị nô cười giòn tan khoe sư tôn con thành công rồi, tiêu huyền khen ngợi nàng, làm tốt lắm, học được chiều này đủ để đối phó với lạc vân tông rồi. tô hoành viễn lúc này sợ đến chảy cả nước mũi, mũi kiếm to lớn kia đang chĩa thẳng vào mặt lão, lão run sợ hét lớn, các người đây là muốn làm gì? đừng, đừng mà. tiêu huyền nhìn lão cười khẩy, đừng mà ư, lúc ngươi không trần trừ ra tay với tô Chí viễn, sao lại không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? tiểu chỉ nhi, ra tay đi. chỉ nô tuân lệnh đáp vâng rồi vung tay một cái, kiếm khí to lớn oanh tạc đâm thẳng xuống nền gạch bị vỡ vụn ra thành một lỗ lớn lão tô hoành viễn thì tránh được lão không ngừng hô gào a a giết người rồi cứu mạng với chị nô phụng phịu Xì. Si, đánh trượt rồi tiêu huyền nhìn dáng vẻ hiếu thắng của nàng thì khuyên bảo nhắm chuẩn rồi lại đánh lại không cần vội từ từ thôi một lần nữa kiếm khí to lớn lại đâm tới lão tô hoành viễn sợ hãi nhảy lên lần này vừa vặn đâm giữa hai chân lão lão sợ đến suýt xón ra quần tiêu huyền lên tiếng lại lệch rồi làm lại cứ thế trong mục giam tiếng tiêu huyền nói làm lại cứ lập lại không biết bao nhiêu lần chật vật suốt nửa tiếng trôi qua một cao thủ kim đan tam trọng cứ thế bị sư đồ tiêu huyền lôi ra làm bia tập chơi đùa chết trong ô nhục lão xứng đáng nhận cái kết so với những gì lão làm ra tiếng hệ thống vang lên thông báo phần thưởng kiểm tra thấy dưới sự chỉ dạy của ký chủ đồ đệ của ngài đã lĩnh hội được tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết kiếm ý vạn thiên hóa nhất phần thưởng nhận được tăng gấp 10 lần lĩnh hội của khí chủ tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết kiếm ý vạn thiên hóa nhất ngoài ra sẽ tăng thêm một thanh nhiễu chỉ nhu địa giới cực phẩm tiêu huyền khoan khoái đứng dậy cảm giác sảng khoái như toàn bộ lỗ chân lông đều giãn nở thế là có hai thanh nhiễu chỉ nhu kiếm rồi lại thêm vạn thiên hóa nhất phân thần chi hạ đánh nhau chút cũng không có vấn đề gì rồi tiêu huyền nét mặt càng lộ ra trí tham vọng lớn thỏa mãn nghĩ thầm cái này còn nhẹ nhàng hơn so với tự mình tu luyện cảm ngộ anh gọi chị nô đi thôi đi xem thử mộc hàm bên đó có cần giúp đỡ gì không chị nô vội vã bước theo sư tôn chờ con với nàng năng động như một đứa trẻ chuyển cảnh đến phủ thành chủ thành lạc vân tại đại sảnh một đám hộ vệ đang quỳ dạp trên mặt đất run rẩy sợ hãi phía sau là thi thể của ung vinh được phủ vải trắng đám hộ vệ thông báo thành chủ đại nhân thiếu thành chủ ngài ấy ngài ấy bị người ta giết rồi nghe đến đây nam tử ngồi trên tọa vị đập tay phẫn nộ hét lớn khốn kiếp ta tốn tiền thuê các người tới để ăn cơm chủ sao người này thân hình cường tráng khi thế hừng hực dọa người hắn chính là ung văn thành thành chủ thành lạc vân đồng thời là phụ thân của ung vinh thiếu thành chủ không còn nữa không đem đầu của hung thủ tới đền tội các ngươi cũng đừng mong sống sót. Nghe đến đây đám hộ vệ sợ đến xanh mặt, toàn thân run lẩy bẩy. Một tên vội vàng thanh minh, thành chủ đại nhân, kẻ sát hại thiếu thành chủ tên là Tiêu Huyền, là trưởng lão của Hồng Mông Tông, một tên cảnh giới nguyên anh như vô danh, hắn chỉ dùng vài chiêu là đánh bại rồi, bọn ta, bọn ta thật sự vô năng. Uông Văn Thành không hề nguôi giận, quanh thân thể khí thế mãnh liệt bạo phát, uy áp của Kim Đan thất trọng bao phủ, hắn quát lớn, một đám phế vật, rút lời hắn phóng thích uy áp ra như vặn vẹo xé rách xung quanh khí thế cùng bạo như thủy chiều hướng bốn phương tám hướng trào ra đám hộ vệ bị thổi bay cầu xin thảm thiết thành chủ tha mạng uông văn thành lòng đầy oán hận cũng phẫn uất nghĩ sức mạnh của vô danh ta chính là người đã khảo nghiệm qua tên tiêu huyền đó lại có thể đánh bại vô danh chỉ trong vài chiêu thực lực của người này tuyệt đối không phải là thứ mình có thể đấu lại dường như bây giờ hắn đã bị oán hận nuốt trọn hắn hùng hổ bước xuống tiện chân đạp văng một tên hộ vệ để xả giận uông văn thành câu có nghĩ xem ra muốn báo thủ cho vinh nhi chỉ có thể tới lạc vân thành để nhờ cậy thôi hắn bước ra cửa lớn giọng truyền lệnh cho đám hộ vệ ta phải tới lạc vân tông một chuyến thay ta gửi thư mời dự tiệc tới toàn bộ quý tộc trong thành bao gồm cả tô gia sắc mặt ung văn thành lúc này đầy quyết tâm trả thù ánh mắt đằng đằng sát khí hắn đay nghiến lẩm nhẩm mối thù giết con này tiêu huyền ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh vậy là sắp tới sẽ lại có một đợt sóng gió tại tô gia tô mộc hàm vừa nhận được thư mời của ung vinh kính mời tô gia đêm nay tới dự dạ tiệc của uông gia để chúc mừng tô gia đã dẹp yên chính tô mộc hàm lúc này đang ngồi thưởng trà cùng tiêu huyền và chị nô chị nô nhìn thư mời tức giận đập bàn nói sao lại chẳng thấy chút ý tốt nào thế rõ ràng là hồng môn yến chị nô nghĩ chắc chắn đám người này mời cha con tô mộc hàm đến để gây sự nàng hùng hổ nói bọn ta bây giờ ra khỏi thành trực tiếp tới lạc vân tông chờ bọn ta ra khỏi thành lạc vân xem ung văn thành đó còn có cái gì để nhắm tới hai người không tiêu huyền ở bên cạnh vẫn thản nhiên cầm chùm nho lên anh vừa ăn nho vừa vô tư nói nhưng người ta đã gửi thư mời sao lại có thể từ chối được đương nhiên phải đi chứ. Chị Nô không hiểu sao phải xem trọng lời mời của đám người này, nàng thắc mắc hỏi sư tôn tại sao. Tiêu Huyền đặt tay lên vai Chị Nô, sắc mặt bỗng trở lên nghiêm túc, ta đi nghe ngóng tin tức, bữa tiệc lần này Lâm Văn Thành chắc chắn sẽ ở đó, đồ nhi hoan, muốn báo thủ không. Chị Nô vừa nghe đến Lâm Văn Thành thì có chút mất kiểm soát, nàng không tự chủ mà phóng thích uy áp, lửa giận trào dâng sùng sục. Chị Nô nghiến răng, tên phản đồ đáng chết đó cũng ở đây sao. Tô Mộc Hàm có chút hoảng hốt, nàng chưa bao giờ thấy chị Nô tức giận như vậy. Tiêu Huyền phẩy quạt, nét mặt âm trầm vừa suy tính vừa nói, nghe nói hắn bây giờ đang dựa vào thế lực của Lạc Vân Tông, không thể vơ đũa cả nắm được. Nếu như đổi thành thời gian khác, muốn bắt gặp hắn quả thực không hề dễ dàng. Rồi sau đó anh đứng dậy, thở hắt ra một hơi, thế nào, đồ nhi ngoan, bây giờ có muốn đi cùng vi sư đại náo Hồng Môn Yến này không? Đã lâu chưa được vận động gân cốt, Tiêu Huyền cũng nóng lòng đón chờ, nhân tiện có thể thử nghiệm chiêu thức mới. Chỉ nô ánh mắt kiên định đáp đồ nhi nghe lệnh sư phụ. Tô Mộc Hàm mỉm cười lo lắng, nhưng mà là lo cho đám người ở Hồng Môn Yến hơn, sao cứ cảm giác có người sắp gặp họa rồi. Ngay sau đó Tiêu Huyền bỗng quay về phía Tô Mộc Hàm hỏi, đúng rồi, chuyện đơn thuốc xử lý thế nào rồi? Tô Mộc Hàm bị chuyển chủ đề bất ngờ, có chút lúng cuống kiểm kê lại. a à, đã lấy lại 17 hiệu thuốc đi thế chấp lúc trước của Tô ra rồi. Người học luyện đan còn đang chiêu mộ, chiều nay đã bán thử hồi thần đan, tổng cộng bán được 50 bình, thu thập 5.000 viên hạ phẩm linh thạch. Tiêu Huyền đưa tay lên cầm suy nghĩ 50 bình có chút ít rồi hỏi Tô Mộc Hàm phân tích nguyên nhân chưa tô mộc hàm nhanh chóng trả lời có ạ à, có ạ à. cô tiểu thư này cũng rất có năng khiếu quản lý cửa tiệm đó chứ tô mộc hàm suy xét rồi đưa ra nguyên nhân công dụng chủ yếu của hồi thần đan chính là thanh tâm ngưng thần điều chỉnh nội tức công dụng có chút hạn chế lại cộng thêm đây là ngày đầu tiên bán thử tiêu huyền nghe xong liền hiểu ra muốn kinh doanh thì phải có biện pháp thu hút khách hàng anh lấy trong vạt ra một sấp giấy và nói như thế này đây chính là đơn thuốc của tam giới đã được cải tiến con cầm lấy nghiên cứu đi tới lúc đó nói cho ta kết quả của việc bán thử với một dược sư như Tô Mộc Hàm, nhìn thấy đơn thuốc như nhìn thấy vàng, Tô Mộc Hàm lập tức sáng mắt lên, toàn bộ đều là của con sao. Tô Mộc Hàm vẻ mặt tràn đầy niềm vui, hào hứng nghiên cứu ngay lập tức. Đây chính là tiểu kim đan sau khi cải tiến, hiệu quả phục hồi ít nhất cũng gấp 10 lần so với trước đây, đủ để đáp ứng nhu cầu cho tu sĩ bình thường giữ mạng. Con cảm thấy nhất định có thể bán ra ngoài. Tiêu Huyền không để tâm đến mấy đơn thuốc đó, thứ anh quan tâm là tiền. Tô Mộc Hàm tài năng sẽ là cây hái ra tiền. Trong đầu Tiêu Huyền vui như nở hoa. Tiền yêu ta ta yêu tiền, tiền tới từ bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo tới, lúc nào cũng tới. Anh không nhịn được mà lộ ra nụ cười bỉ ổi. He he, niềm vui cuộc sống chỉ nằm không thu tiền sắp tới rồi. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.